Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Tiên Nghịch tập 32. Ở cuối tập trước, sau khi đệ tam quan thực tế cũng không phải thực sự là tịch diệt giới. Nó giống như một cái khe không gian có kích thước khổng lồ mà thôi. Trong đệ tam quan, Vương Lâm chậm chậm đi về phía trước. Mỗi nơi đi qua, hai tay hắn lại điểm liên tục về xung quanh. Mỗi lần điểm một cái đều có một du hồn xuất hiện, sau đó bị hắn thôn phệ. Lâu lắm rồi, hắn chưa có được cảm giác thôn phệ như thế này. Tính toán một cách cẩn thận thì từ khi hắn ra khỏi chiến trường ngoại vực tới nay đã được mấy chục năm. Mà thời gian đầu, khi từ chiến trường ngoại vực trở về, uy nghiêm của pháp tắc giới luật lởn vởn trong đầu hắn mãi không tiêu tán. Ma đầu Hứa Lập Quốc và con ma đầu thứ hai bám theo sau. Dọc đường đi, cả hai đều có cảm giác ớn lạnh, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Nhìn đám tiền bối có thực lực rất mạnh của mình, không hề có một chút phản kháng rơi vào trong miệng sát tinh mà thêm sợ hãi. Năm đó, thần thức khổng lồ của Vương Lâm áp xúc lại thành một tia cực cảnh thần thức. Nếu không tính tới thân phận thôn hồn thì hắn chính là kẻ đứng đầu của du hồn. Giữa các thôn hồn có thể cắn nuốt lẫn nhau hay không thì Vương Lâm cũng không biết. Hắn chỉ biết rằng giữa các thôn hồn, nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ cũng sẽ không triển khai tấn công. Tất cả đều lấy phương pháp cộng sinh để giải quyết tất cả vấn đề. Phi hành một thời gian, số lượng du hồn mà Vương Lâm cắn nuốt đã rất nhiều, nhưng vẫn không gặp được một thôn hồn nào hết. Thấy vậy, hắn có phần trầm ngâm. Bất chợt, trong đầu chợt có một suy nghĩ, thân thể hắn liền dừng lại. Hai cánh tay giang ra, lập tức những hòn đá đang trôi nổi xung quanh đều bay về phía hắn. Rất nhanh, nhưng tảng đá đó tụ tập với nhau, hình thành một ngọn núi khổng lồ. Vương Lâm nhảy lên đứng trên núi đá. Tay phải hắn chợt vẫy nhẹ, băng diễm màu lam chợt bay ra khỏi lòng bay tay. Tinh quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, hắn đặt tay phải lên trên núi đá, nhất thời băng diễm liền chui vào bên trong. Nguyên bản giữa các khối đá có rất nhiều khe hở, lập tức bị một vầng sáng màu lam bao phủ. Từng làn hơi lạnh tỏa ra khắp nơi, trong chốc lát tất cả khe hở trên ngọn núi đá bị một màu lam phủ kín, liên kết chúng lại với nhau. Vương Lâm thu tay lại, băng diễm màu lam lập tức trở lại bên người rồi nhanh chóng chui vào trong đan điền. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, thần thức trong mắt hắn lóe lên liên tục. Tay phải hắn khẽ khua lên, một cái vòng tròn tàn ảnh lập tức xuất hiện. Vỗ nhẹ một cái, vòng tròn tàn ảnh liền khảm vào trên ngọn núi. Trong nháy mắt sau khi vòng tròn tàn ảnh dung nhập vào trong, núi đá liền tỏa ra quang mang chói mắt. Nhưng chỉ trong phút chốc nó liền trở nên ảm đạm. Vương Lâm bình tĩnh ngưng thần, tay phải khua lên rất nhanh. Vô số những vòng tròn tàn ảnh liên tục xuất hiện trên người hắn rồi nhập vào trong núi đá. Rất nhanh, ngọn núi đã biến thành một ngọn cấm sơn nho nhỏ. Vương Lâm suy nghĩ một chút rồi dẫm nhẹ xuống đất. Từ từ, thân thể của hắn dung nhập vào bên trong, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hắn khoanh chân ngồi trong núi đá, tay phải hắn lại xuất ra một cái vòng tròn tàn ảnh nữa đánh vào trên vách đá. Nhất thời, cả ngọn núi rung rinh nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng, kích thước của nó cũng giống như những hòn đá bình thường đang trôi nổi xung quanh. Nhìn bề ngoài của nó chẳng hề có một chút điểm khác biệt. Nó cũng giống hệt như những hòn đá xung quanh. Vương Lâm ở bên trong hòn đá, cực cảnh thần thức lưu chuyển, xuất ra một tia nhỏ bé. Sau khi, thần thức bay ra ngoài liền biến ảo thành một cái bóng người. Thần thức của Vương Lâm hóa thành bóng người, bay về phía trước rồi biến mất. Sau khi, thần thức ly thể, không còn sự hạn chế của thân thể, nhẹ nhàng bay trong hư vô. Chỉ thấy một tầng sóng gợn từ cái thân thể ngưng tụ từ thần thức của Vương Lâm khuếch tán ra xung quanh. Đám du hồn ẩn nấp xung quanh đều xuất hiện, trên mặt lộ vẻ cung kính. Ngay sau đó, đám du hồn như nhận được một mệnh lệnh nào đó lập tức lóe lên rồi biến mất. Chúng nhanh chóng bay về bốn phía, khi thần thức của Vương Lâm càng lúc càng khuếch tán ra xa. Càng có nhiều du hồn cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Sau khi lộ vẻ thuần phục, chúng lại bay về bốn phương tám hướng. Thần thức của Vương Lâm vừa mới rời khỏi, thân thể lập tức nhanh chóng biến hóa. Một lần nữa hắn lại trở thành thôn hồn. Hắn bay đi rất nhanh. Nơi mà hắn đi qua, bất cứ một con du hồn nào cũng vô cùng cung kính. Dần dần, Vương Lâm có thể cảm ứng được ở một nơi cực xa có một thần thức khổng lồ. Hiển nhiên đạo thần thức đó cũng chính là thôn hồn. Chỉ có điều nó đang đứng trong một loại cảnh giới kỳ quái, giống như đang ngủ say vậy. Sau khi hắn cảm nhận được đối phương, đạo thần thức khổng lồ vẫn chẳng hề phản ứng. Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi chẳng để ý tới thôn hồn, tiếp tục khuếch tán thần thức, khống chế thêm càng nhiều du hồn phục vụ cho mình. Vào lúc này, ở một vị trí nào đó trong đệ tam quan, trên một hòn đá thật lớn, Đoan Mục Cực đang khổ sở đứng ở đó. Bên cạnh hắn là Uông Thanh Việt với nét mặt lạnh lùng. Rõ ràng Đoan Mục Cực và Uông Thanh Việt đi cùng với nhau từ hư vô thông đạo. Sau khi vượt qua nơi đó, cả hai tiến vào hành kim chi địa. Cho dù bất cứ chỗ nào, thì với ngũ hành độn thuật của Uông Thanh Việt, cả hai cũng đều vượt qua một cách dễ dàng. Sau đó, bọn họ cùng tới Cấm Sơn. Sau khi lên tới Cấm Sơn, Đoan Mục Cực đã làm một việc khiến cho ngay cả những người hiểu rõ hắn cũng cảm thấy thất kinh. Ngàn năm trước, ở chỗ bảo tháp, hắn từng đoạt được một thứ pháp bảo.
Pháp bảo đó chính là một cái ngọc giản, nhưng trên nó có vết nứt rất dài. Theo sự phân tích của hắn, thì nó cũng chỉ còn sử dụng được một lần nữa mà thôi. Sau khi tốn nhiều công sức để tìm hiểu, hắn mới phát hiện ra tác dụng của thứ đó chính là bài trừ tất cả mọi cấm chế. Kể từ đó, ham muốn đi vào cổ thần chi địa của Đoan Mục Cực vốn tắt ngấm lại bùng lên. Hắn biết tu vi của bản thân thấp hơn so với những người khác. Năm đó, cũng nhờ vào may mắn cùng với sự cẩn thận mới có thể bảo tồn tính mạng. Hắn là người rất biết mình, nên không hề có ý định trở lại nơi đây. Nhưng sau khi biết được tác dụng của ngọc giả, hắn lại bùng phát hy vọng. Tuy nhiên, vẫn còn có một số điểm khiến cho hắn phải do dự không quyết. Bởi ở cửa thứ nhất, hắn cũng chẳng dám chắc. Trừ khi bản thân có thể học được ngũ hành độn thuật thì mới ăn thua. Đoan Mục Cực suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đành bỏ qua ý định học tập ngũ hành độn thuật. Bởi vì nếu quyết định học thì sẽ tốn rất nhiều thời gian. Cuối cùng, cho dù có học xong thì khả năng vượt qua cửa thứ nhất cũng chẳng chắc chắn. Bởi ở cửa thứ nhất ngoại trừ việc phải nắm ngũ hành độn thuật ra, lại còn phải chống lại sự tấn công của một số lượng sinh vật khổng lồ. Năm đó ở băng phong chi địa, hắn đã có rất nhiều kinh nghiệm, khiến cho bản thân nhớ mãi không thôi. Vì vậy, Đoan Mục Cực quyết định tìm tới Uông Thanh Việt, hứa hẹn với hắn rất nhiều sau đó mời đồng hành cùng. Uông Thanh Việt vốn am hiểu ngũ hành độn thuật, nghe Đoan Mục Cực nói tới ở cửa thứ nhất của nơi thần bí đó, phải cần tới khả năng của hắn. Nên sau khi suy nghĩ một chút, hắn cũng quyết định thử. Dù sao, nếu lời nói của Đoan Mục Cực là thật thì ở đó có quá nhiều thứ hấp dẫn. Hơn nữa, Đoan Mục Cực cũng khiến cho hắn vô cùng tin tưởng sau khi lấy ra ngọc giản. Sau khi Uông Thanh Việt xem xét cái ngọc giản liền nhận ra đây chính là một loại pháp bảo từ thời viễn cổ đã biến mất từ lâu. Vì vậy mà chút lo lắng trong lòng liền biến mất. Nhưng do bản tính cẩn thận, hắn cũng không đồng ý ngay mà nói chờ tới ngày đó sẽ quyết định. Đoan Mục Cực cũng chẳng thèm để ý. Hắn đã quyết định nếu đến lúc đó Uông Thanh Việt không đi thì hắn bán cái ngọc giản này cho Lục Dục Ma Quân đổi lấy một ít pháp bảo là được. Chỉ có điều vẫn phải chuẩn bị thêm một số thứ. Nếu Uông Thanh Việt mà đi cùng thì cửa thứ nhất, cửa thứ hai chẳng có vấn đề gì. Nhưng chỉ có cửa thứ ba mới là quan trọng nhất. Dù sao thì ngàn năm trước, bọn họ thất bại ở đây. Sau đó phải sử dụng tới vật phẩm truyền thừa mở ra thông đạo mà bỏ chạy. Năm đó thứ sinh vật kỳ dị kia chỉ có một hai con thì hắn cũng chẳng sợ. Nếu mười mấy, hai chục con thì cũng gây cho hắn một chút chú ý nhưng vẫn chẳng để trong lòng. Thậm chí, có vượt qua trăm con, với tu vi của hắn vẫn có thể bình yên. Nhưng nếu số lượng của chúng mà vượt quá một ngàn, thì cho dù hắn có là hóa thần kỳ cũng chẳng có bất cứ biện pháp nào. Loại sinh vật đó vô cùng cổ quái, chúng chẳng sợ bất cứ một loại pháp thuật nào. Chỉ có dùng chân hỏa trong cơ thể mới khiến chúng tránh ra một chút. Nhưng nếu số lượng quá đông thì không thể bảo vệ được tất cả các mặt. Chỉ cần bị một con lao vào, lập tức linh lực trong cơ thể sẽ bị cắn nuốt. Nếu như có nhiều con nhào tới thì chỉ có chết mà thôi. Kể từ đó, hắn đã tốn rất nhiều thời gian tìm kiếm pháp bảo có thể chống cự lại thứ đó đồng thời phát ra công kích của thần thức. Đáng tiếc loại pháp bảo này quá ít, mặc dù hắn đã tìm được một ít, nhưng đối với cửa thứ ba vẫn không cảm thấy chắc chắn. Mãi cho đến khi hắn đến Nam Đấu Thành, chợt nghe thấy mọi người nhắc đến một kẻ có thể sử dụng tử chú thuật. Trong đầu hắn sực nhớ ra, loại tử chú thuật hắn đã nghe nói tới. Đây là một loại pháp thuật chuyên sử dụng thần thức để công kích, thủ đoạn vô cùng ác độc. Lúc ấy, chống ngực hắn đập thình thịch, trong đầu thầm nghĩ, nếu có được người đó tương trợ lại thêm pháp bảo của mình, thì cửa thứ ba không chừng có thể vượt qua. Vì vậy mà hắn mới bắt đầu đuổi theo để tìm kiếm. Sau khi bắt được Vương Lâm, trên đường đi tới cổ thần chi địa hoàn toàn bình thường. Chỉ cần mọi người hợp lực, chắc chắn trước đệ tam quan hoàn toàn quá đơn giản. Nhất là, sau khi Lục Dục Ma Quân cũng đã chuẩn bị thêm một kẻ cho cửa thứ ba, Đoan Mục Cực có thể khẳng định. Chỉ cần bọn họ không xảy ra nội chiến thì tiến vào tới cổ thần thi địa chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dù sao thì cổ thần chi địa cũng chỉ có bốn cửa. Nhưng bọn họ căn cứ vào những ghi chép mà biết được đệ tứ quan thực ra là một cái truyền tống trận. Vị trí truyền tống của nó chính là đến thi thể của cổ thần. Truyền tống trận căn cứ vào thời gian vượt qua tam quan mà định đoạt, sau đó truyền tống mỗi người tới một vị trí khác nhau trong cơ thể cổ thần. Thời gian vượt qua càng nhanh thì địa điểm tiến vào càng tốt. Thậm chí, có khi trực tiếp truyền tống thẳng vào trong kinh mạch của cổ thần cũng có khả năng. Một khi vào được trong kinh mạch, chẳng những có thể tìm được các hạt châu chứa đầy linh lực. Thậm chí, ngay cả các loại đan dược còn sót một chút dược vật cũng có. Theo những gì ghi lại thì trong đó có cả anh biến đan. Đối với cổ thần mà nói thì đó là chút cặn bã. Nhưng đối với bọn họ thì nó chính là anh biến đan thực sự. Đáng tiếc, ý định của hắn đã bị con giao long trong hư vô thông đạo phá hủy, tất cả mọi người tan tác. Nhất là Vương Lâm không ngờ lại nhảy vào miệng giao long. Ngay sau đó một con hồng giao long cấp độ hoang thú xuất hiện. Một loạt các biến cố, sau đó khiến cho Đoan Mục Cực ứng phó không kịp. Đối mặt với nguy hiểm, hắn đành phải bỏ qua ý định tìm kiếm Vương Lâm cùng với Uông Thanh Việt bỏ đi. Trên thực tế,
Hắn là người nhanh nhất trong số mọi người vượt qua được cửa thứ nhất và cửa thứ hai, sau đó thành công tiến vào cửa thứ ba. Chỉ là khi tiến vào đến cửa thứ ba, hắn lại đối phó hết sức vất vả. Không có từ chú thuật của Vương Lâm, chỉ dựa vào số lượng pháp bảo mà hắn sưu tầm dược trong ngàn năm thì chỉ có thể bảo vệ được tính mạng. Nhưng nếu muốn xâm nhập qua cửa này, tìm được đường vào cửa thứ tư thì lại không thể. Kể từ đó, rõ ràng hắn với Uông Thanh Việt là hai người đầu tiên tiến vào cửa thứ ba, nhưng lại bị chặn ở ngoài không thể tiến vào trong. Lục Dục Ma Quân lúc này đang phi hành trong cửa thứ ba để tìm kiếm đường lên cửa thứ tư. Trên đường đi, nếu gặp phải du hồn, hắn liền vung thân thể người thanh niên lên. Mỗi một lần như thế, lại có một đạo quang mang màu lam hiện ra. Sau đó, mấy con du hồn liền bổ qua cho Lục Dục Ma Quân mà lao về phía người thanh niên. Chỉ có điều, sau khi chúng chui vào trong cơ thể liền biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn bên ngoài, thi thể không có bất cứ sự thay đổi nào. Trên đường đi, Lục Dục Ma Quân sử dụng biện pháp này có thể nói là hữu kinh vô hiểm. Có một lần hắn gặp hơn 1.000 con du hồn cùng lao tới. Nhưng chỉ cần quang mang màu lam trên thi thể lóe lên, đám du hồn liền bị thu hút sang nó. Hắn nhìn thi thể trong tay, nhếch mép cười lạnh. Trong lòng hắn thầm nghĩ tới, tuy bản thân ở cửa thứ hai bị mắc mưu một tên tiểu bối, nên khi xông ra bị thiên lôi bổ chung, khiến cho tu vi giảm xuống một cảnh giới, biến thành hóa thần sơ kỳ. Nhưng chỉ cần có cái pháp bảo trong tay mà hắn phải chuẩn bị mất cả ngàn năm chắc chắn có thể tiến vào cửa thứ tư. Nghĩ tới đây trong lòng hắn lại cảm thấy sung sướng, ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt. So với việc chui vào trong cơ thể cổ thần tìm được anh biến đan, thì việc tu vi bị giảm xuống có là cái gì đâu. Một khi có được anh biến đan, chắc chắn sau này sẽ trở thành cao thủ anh biến kỳ. Đến lúc đó, đừng nói là tu ma hải, cho dù là trên Chu Tước Tinh, chỉ cần không động tới Chu Tước Quốc, hắn chẳng có gì phải sợ ai. Nghĩ tới đây, tốc độ của hắn lại tăng lên, tìm kiếm xung quanh. Vật phẩm truyền thừa của cổ thần đang ở trong tay hắn. Thực tế, thì vật phẩm này ngay từ đầu đã là của sư phụ hắn mang theo, đi cùng với mấy người để dò xét nơi đây. Sư phụ hắn bị chết ở cửa thứ ba, trước khi chết đã giao cái vật phẩm truyền thừa đó cho hắn. Nguyên bản ý nghĩ của sư phụ hắn chính là định sử dụng nó để mở thông đạo mà thoát ra. Nhưng đáng tiếc, vào đúng thời khắc quan trọng nhất lại bị một con sinh vật rất mạnh chú ý, cuối cùng phải bỏ mình. Lục Dục Ma Quân chứng kiến toàn bộ quá trình tử vong của sư phụ, nên kinh hãi cầm theo vật phẩm truyền thừa mà chui vào thông đạo trốn đi. Lúc này, trong đệ tam quan còn có một người nữa. Đó chính là Cổ Đế. Hắn đang khoanh chân ngồi trên một hòn đá. Quanh thân thể hắn có 4 lá cờ nhỏ đang xoay tròn. Trên đỉnh đầu lại có thêm một cái bảo tháp đang tỏa ra chút ánh sáng êm dịu. Dưới ánh sáng của bảo tháp, trong hư không hiện ra vô số thân ảnh của du hồn. Đám du hồn thấp thoáng ẩn hiện, ánh mắt thèm thuồng nhìn về phía Cổ Đế. Nhưng không có một tên du hồn nào dám tiến vào trong phạm vi của vầng sáng. Sắc mặt Cổ Đế hết sức khổ sở, sau khi hắn ra khỏi cửa thứ hai bị ngay một đạo thiên liên đánh trúng. Lúc đó, hắn phải liều mạng phá bỏ 4 cái pháp bảo mới may mắn sống sót. Nhưng tu vi lạ giảm xuống tới nguyên anh hậu kỳ. Sau khi tiến vào cửa thứ ba, cơ bản là hắn không dám tiến vào quá sâu. Chỉ ngồi ở trên hòn đá bên ngoài mà thổ nạp, hy vọng có thể nhanh chóng khôi phục tu vi tới hóa thần kỳ. Nếu không, với tu vi nguyên anh kỳ của hắn, thì cũng chỉ có thể bảo vệ mình ở cửa thứ nhất với cửa thứ hai mà thôi. Còn ở cửa thứ ba chắc chắn không thể sống sót. Nhưng trong lòng hắn cảm thấy khổ sở chính là do truyền tống của cửa thứ ba hoàn toàn khác với những cửa trước. Nó lập tức truyền tống Cổ Đến vào ngay vị trí giữa của cửa thứ ba. Nếu không phải hắn nhanh chóng lấy ra pháp bảo, thì đã bị đám du hồn cắn nuốt từ lâu rồi. Lúc này, hắn cũng chẳng còn có biện pháp bảo khác. Chỉ còn cách duy trì quang mang của bảo tháp, chịu khốn ở đây. Nhớ lại tất cả mọi chuyện, nét mặt của Cổ Đế đầy sự căm hận. Hắn cho rằng tất cả mọi chuyện đều do kẻ thần bí kia làm hại. Nhưng hắn vẫn cảm thấy nghi hoặc với thân phận của người đó. Theo suy nghĩ của lão thì ngoại trừ tiểu tử Vương Lâm ra không thể còn có một kẻ nào khác. Nhưng cho dù nghĩ thế nào, thì hắn cũng không thể tin được lại bị một tên tiểu tử kết đan kỳ làm cho khốn khổ thế này. Vào lúc đó, thần thức của Vương Lâm tỏa ra rất rộng, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ cửa thứ ba. Sau khi quét qua một vòng, hắn biết ngoại trừ bản thân, ở đây chỉ có một thôn hồn. Về phần số lượng du hồn cũng không nhiều bằng ở chiến trường ngoại vực. Chỉ do phạm vi ở đây không lớn lắm nên mới cảm giác chúng nhiều mà thôi. Ngoại trừ việc đó ra, dòng xoáy tiến vào cửa thứ tư, Vương Lâm cũng đã tìm được. Nó không phải ở trung tâm của đệ tam quan mà lệch về hướng tây bắc. Ở vị trí của cửa thứ tư số lượng du hồn tập trung đông nhất, gần như chiếm tới 1/4. Đồng thời, do bị uy áp của hắn khuất phục đám du hồn, cũng thông qua một loại phương pháp đặc thù truyền lại cho hắn một số tin tức. Theo yêu cầu của Vương Lâm, chúng đã tìm ra được vị trí của Lục Dục Ma Quân và Cổ Đế. Đồng thời, Vương Lâm cũng cảm thấy ngạc nhiên khi du hồn còn tìm được cả vị trí của Đoan Mục Cực và Uông Thanh Việt. Vương Lâm trầm ngâm một chút, thần thức của hắn thoáng động, nhanh chóng bay về vị trí của Cổ Đế. Theo tin tức mà du hồn đưa lại,
thì trong đám người của đế là kẻ có tu vi thấp nhất. Hơn nữa, hắn bị nhốt ở một chỗ nào đó, không thể ra ngoài. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, dưới sự dẫn dắt của du hồn, thần thức của Vương Lâm chợt xuất hiện bên ngoài làn sáng tỏa ra từ bảo tháp của cổ đế. Hắn nhìn nét mặt âm trầm của đối phương mà suy nghĩ. Vương Lâm ở đây cắn nuốt du hồn, khiến cho thần thức dần biến thành khổng lồ. Tuy nói chưa thể đạt tới được cấp độ ban đầu, nhưng về chất lượng lại hơn xa. Dù sao thì thần thức của hắn cũng chẳng phải tầm thường, nó chính là cực cảnh thần thức. Khi Vương Lâm đến chỗ này, hai mắt cổ đế liền mở ra. Ánh mắt hắn nhìn về một vị trí nào đó ngay trước mặt, nhưng chỉ thấy một khoảng không gian hư vô. Nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng ở đó có thần thức của một thứ gì đó hoàn toàn khác với hắn. Khi thần thức đó vừa xuất hiện, đám sinh vật kỳ dị xung quanh liền tản ra, lộ rõ một sự cung kính. Nhận thấy điều đó, trong lòng cổ đế cảm giác có chút ớn lạnh. Hắn nhanh chóng lấy một viên dược hoàn rồi nuốt xuống, đảm bảo linh lực đủ cho việc duy trì ánh sáng của bảo tháp. Vương Lâm nhìn làn ánh sáng tỏa ra từ bảo tháp của cổ đế. Thần thức của hắn thoáng động, nhất thời từ bốn phía có 10 du hồn bay ra. Mặc dù nét mặt chúng vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn nhằm về phía luồng sáng mà bay tới. Nhất thời một thứ lực cản rất mạnh chợt hiện lên. 10 con du hồn chỉ có thể đi vào được hơn nửa trượng, trên thân thể liền tản ra từng làn khói xanh đành phải quay về. Chỉ có điều, quang mang của bảo tháp tối hơn một chút. Thần thức của Vương Lâm lại dao động thêm một lần nữa. Lúc này, từ bốn phía tất cả đám du hồn đều tập trung lại, nhìn chăm chú về phía hào quang của bảo tháp. Cổ đế lạnh người, trong lòng thầm kêu không hay. Hai tay hắn kết ấn, liên tục đánh ra mấy đạo linh quang về phía bảo tháp. Mỗi lần đánh ra một đạo, nét mặt hắn lại tái thêm một chút. Sau khi đánh ra một đạo cuối cùng, sắc mặt hắn xám ngoét, tu vi tụt xuống tới nguyên anh trung kỳ. Lúc này, tất cả du hồn từ bốn phía như những cơn sóng bắt đầu lao vào. Chỉ thấy quang mang của bảo tháp chớp lên liên tục. Tất cả đám du hồn lao vào đều bốc lên một làn khói xanh, không thể tiến vào sâu hơn được nữa. Nhiều nhất thì cũng chỉ vào được tới hơn 10 trượng, nhưng vẫn cách cổ đế rất xa. Cổ đế nhếch mép cười thảm. Hắn đã cố hết sức, nhưng số lượng du hồn nhiều thế này cũng chẳng thể chống được. Năm đó, các vị tiền bối đều bị cắn nuốt huống chi là hắn. Nhất là bây giờ, tu vi của hắn đã bị hao tổn quá nhiều. Chỉ sợ chẳng được bao lâu, linh lực trong cơ thể hao hết, không còn duy trì được ánh sáng. Đến lúc đó chắc chắn sẽ bị đám sinh vật này cắn nuốt. Cho tới lúc này, Vương Lâm cũng không chủ động tiến lên. Hắn biết bản thân cùng với đối phương chênh lệch nhiều lắm. Nếu ở bên ngoài, có lẽ đối phương chỉ cần một tay cũng khiến cho hắn hình thần câu diệt. Nhưng ở đây, hắn là thôn hồn, có khả năng điều khiển du hồn. Vì vậy mà vị trí của hai bên liền thay đổi. Tất nhiên, nếu hắn trực tiếp xông tới cũng vẫn không phải là đối thủ của cổ đế. Mặc dù hắn là thôn hồn nhưng thực lực vẫn còn quá yếu. Chỉ có điều thôn hồn có một điểm đặc biệt chính là cắn nuốt du hồn. Mà tính chất đặc biệt của du hồn chính là cắn nuốt tất cả sinh linh trên thế giới. Mặc dù đối phương có tu vi cực cao, nhưng nếu du hồn có số lượng nhiều hơn cũng không thể chống cự. Phải biết rằng chỉ cần một con du hồn xuất hiện ở sinh linh giới cũng có thể gây ra một trường hạo kiếp. Tất nhiên phải là một du hồn chính thức chứ không phải là cái loại ma đầu như Hứa Lập Quốc. Cửa thứ ba của cổ thần chi địa thực tế là một cái của tuyệt sát, gần như rất ít người có thể xông qua. Cổ thần chi địa tồn tại bao nhiêu năm, sư phụ của Lục Dục Ma Quân cũng không phải là người đầu tiên xông vào. Nhưng cũng giống như những người xông vào trước đó, đều bị ngăn cản ở cửa thứ hai. Du hồn của tịch diệt giới không thể tiêu diệt một cách dễ dàng, hơn nữa số lượng của chúng đông đảo. Mặc dù bị chết đi, thì chỉ cần thôn hồn vẫn còn tồn tại thì chúng lại sinh ra. Có thể nói đây là một cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn. Vương Lâm có thể như cá gặp nước ở đây, toàn bộ là nhờ vào tao ngộ trong cái khe không gian ở ngoại vực chiến trường. Có thể nói đây chính là thiên định. Nếu năm đó, hắn không bị đằng hóa nguyên hủy diệt thân thể, không có Tư Đồ Nam chấp nhận để cho Nguyên Anh ngủ say mà bảo vệ thần thức của hắn. Nếu không có cơ duyên khiến cho hắn chui vào trong khe không gian của chiến trường ngoại vực. Sau đó khi hắn tỉnh dậy, cắn nuốt du hồn làm cho bản thân lớn mạnh, cuối cùng trở thành một thôn hồn. Tất cả những điều đó, chỉ cần có một cái hơi khác là vào lúc này, Vương Lâm cũng không thể giống như một ông vua trong cửa thứ ba được. Đám du hồn trong mắt Vương Lâm chính là thực vật, nhưng nếu không có đám thực vật đó, thì Vương Lâm trong mắt đám người cổ đế cũng chỉ là một tên tiểu bối kết đan kỳ mà thôi. Bọn họ thừa sức khiến cho hắn phải tan biến. Chỉ có điều, chuyện trên thế gian đôi khi lại nằm ngoài sự dự đoán của mọi người. Con kiến trong một hoàn cảnh đặc biệt vẫn có thể giết chết con voi. Cây cỏ tuy nhỏ, nhưng vẫn có thể đè chết được lạc đà. Chỉ có thể nói thế sự vô thường không có gì là không thể xảy ra. Giống như việc Mạnh Đà Tử rõ ràng đã chết ở cửa thứ nhất, chờ xuất hiện ở dòng xoáy nơi cửa thứ ba. Lúc này, từ thân thể hắn tỏa ra một luồng hơi thở mạnh như cổ thần đồ ti. Ngoài nguyên nhân năm đó tử vong ra, cũng không thể hiểu được lý do tại sao. Bắt đầu từ cửa thứ ba trong cổ thần chi địa, vô số chuyện quỷ dị bắt đầu xuất hiện. Cửa thứ ba trong cổ thần chi địa
cũng chính là một khoảng không gian giống như tịch diệt giới. Trong không gian chợt xuất hiện một điểm sáng màu trắng. Điểm sáng đó nhanh chóng to dần, cuối cùng hình thành một cái khe. Từ trong cái khe, chợt có một bàn tay với những cái móng rất dài đen thui, hai tay có đầy gai nhọn. Thoáng nhìn có cảm giác những cái móng đó vô cùng sắc bén. Về phần hai cánh tay, lớp da ngoài mọc đầy mụn mủ. Trên mỗi một cái mụn lại mọc ra một cái gai. Sau khi, hai bàn tay quỷ dị vươn ra liền cầm lấy mép khe kéo mạnh một cái. Nhất thời một tiếng động vang lên, cái khe vốn cũng không nhỏ chợt rách to hơn, tạo ra một vết nứt rộng hơn 10 trượng. Từng làn khí đen từ trong cái khe bay ra. Ngay sau đó, một bóng người cao lớn chui ra theo. Trên lưng của người đó có một cái bướu nhìn giống hệt với Mạnh Đà Tử. Thân hắn cao hơn 10 trượng, trên thân thể cũng giống với hai tay, có đầy mụn mủ. Một số cái mụn bị vỡ chảy ra một thứ chất lỏng đen xì. Có một cái gai từ bên trong đó vươn ra. Thoáng nhìn toàn thân người đó, ngoại trừ đôi bàn tay, bàn chân ra, còn lại chỗ nào cũng có đầy gai nhọn. Một ít mảnh vải dính vẫn trên mấy cái gai, thoáng nhìn vô cùng rách rưới. Nhìn lên trên, người đó có một bộ mặt dữ tợn. Tuy nhiên tướng mạo có phần giống với Mạnh Đà Tử đã chết, ở cửa thứ nhất khoảng 7-8 phần. Chỉ có điều, đầu của hắn to gấp đầu của Mạnh Đà Tử tới mấy lần. Trên đỉnh đầu của hắn còn có hai cái sừng rất dài. Trên hai cái sừng thi thoảng lại lóe lên một tia chớp màu tím. Thoáng nhìn, khí thế kẻ đó mạnh mẽ chẳng khác gì yêu ma chui ra từ cửu u địa ngục. Sau khi hắn chui ra, liền đưa tay phải xoa nhẹ một cái. Nhất thời, cái khe liền thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một điểm sáng. Sau khi lóe lên vài cái liền biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó, yêu ma ngẩng đầu, nhìn một nơi nào đó trong không gian hư vô, thì thào nói. Chủ nhân đã căn dặn không cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào cửa thứ tư. Tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Nói xong, hắn liền bay về phía trước. Đột nhiên, cái mũi của hắn khẽ run run, rồi quay đầu nhìn về phía đông nam, lại lẩm bẩm nói. Lạ thật, tại sao ta lại cảm nhận được ở phía đó có một thứ hơi thở khó chịu đến vậy? Hắn không thể ngay lập tức đem kẻ đó xé ra làm đôi. Lúc này, bên người hắn chợt xuất hiện một con du hồn. Du hồn chỉ liếc mắt nhìn yêu ma một cái rồi lại quay đi. Sau đó, nó lặng lẽ bay qua bên cạnh, mà yêu ma cũng chẳng thèm để ý tới du hồn. Nó chỉ nhìn chằm chằm về phía đông nam. Thân thể khẽ lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhanh chóng phóng về phía đang tỏa ra thứ hơi thở khiến cho bản thân cảm thấy căm ghét. Phương hướng mà yêu ma bay tới chính là nơi có thần thức của Vương Lâm. Lúc này, hắn đang nhìn về phía cổ đế đang bị vây. Trên đỉnh đầu của đối phương, bảo tháp đang tỏa ra quang mang bao trùm một phạm vi nhất định. Làn sóng du hồn cứ thế liên tiếp công kích vào vầng sáng. Từ từ, chu vi của vầng sáng càng lúc càng hẹp. Lúc đầu, phạm vi của nó khoảng chừng 30 trượng thì đến bây giờ chỉ còn có 15 trượng. Sau khi Vương Lâm hóa thân thành thôn hồn đã không còn bất cứ chút tình cảm nào của con người. Bây giờ, hắn chỉ còn duy nhất một sự tỉnh táo và vô tình mà thôi. Đúng lúc, hắn đang định ra lệnh cho đám du hồn một lần nữa công kích, thì từ phía tây bắc cách đó rất xa. Thông qua đám du hồn, hắn có thể cảm nhận được một cỗ thần thức dao động đang nhanh chóng lan đến. Ngay sau đó, đám du hồn chịu sự điều khiển của hắn ở xa, sử dụng một phương thức đặc biệt của chúng, truyền đến thần thức của Vương Lâm một vài hình ảnh. Đây là Mạnh Đà Tử. Vương Lâm cảm thấy thất kinh. Cho dù đối phương đã thay đổi rất nhiều, nhưng hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra tên yêu ma đó chính là Mạnh Đà Tử. Vương Lâm thu hồi thần thức, ngăn cản du hồn tấn công. Sau đó, hắn hướng về phía cổ đế phát ra một đạo thần niệm. Giao vật truyền thừa ra đây. Cổ đế ngẩn người. Mặc dù ngàn năm trước đã tới đây, nhưng hắn vẫn chưa hề nghe thấy việc sinh vật kỳ dị đó lại biết truyền âm. Nhưng hắn cũng phản ứng rất nhanh, lập tức truyền âm lại. Tiền bối. Cổ mỗ không biết vật truyền thừa mà ngài nói là cái gì. Cổ đế nói xong, trong lòng cảm thấy hết sức khó chịu. Từ sau khi tu vi của hắn đạt tới cảnh giới hóa thần kỳ, đã rất lâu rồi không còn phải gọi người khác là tiền bối nữa. Lần này, nói ra hai chữ đó, hắn cảm thấy có chút ngượng nghịu. Bất chợt, hắn sực nhớ ra cái gì đó liền nói tiếp. Tiền bối muốn nói tới vật phẩm truyền thừa, để đi vào cổ thần chi địa đúng không? Nếu là vật đó thì ngài thực sự đã tìm nhầm người. Nó do một người tên là Lục Dục Ma Quân đang cầm. Vương Lâm trầm ngâm, suy nghĩ một chút. Cỗ thần thức dao động từ xa đang tới mỗi lúc một gần. Thông qua ma đầu trên đường, Vương Lâm có thể nắm chắc được vị trí của đối phương. Trong khi cùng với cổ đế nói chuyện, hắn cũng điều khiển du hồn công kích để ngăn cản bước tiến của đạo thần thức đó. Nhưng chẳng biết có phải do thân thể đối phương quá quỷ dị hay không, mà mặc cho du hồn công kích thế nào, cũng không thể tạo ra cho hắn một chút thương tổn. Điều này khiến cho Vương Lâm càng thêm cả kinh. Về phần những lời mà cổ đế nói, thì vật phẩm truyền thừa lại không có trên người hắn, mà ở trên người Lục Dục Ma Quân đang ở một chỗ nào đó. Tuy vậy Vương Lâm cũng chẳng tin lắm, mặc cho lời nói của đối phương là thật hay giả. Thì với tính tình của cổ đế,
chắc chắn không thể tiến vào đây một cách bừa bãi như thế được. Nếu không, sau khi tiến vào nơi này chẳng phải là để cho Lục Dục Ma Quân rứt mũi hay sao? Dù sao thì đối phương cũng nắm giữ vật quan trọng để tiến vào hay đi ra khỏi nơi này. Còn chuyện liên quan đến vật phẩm truyền thừa, lúc đầu, Vương Lâm đã nghe Đoan Mục Cực nói qua. Nhưng lúc đó, lời nói của hắn cũng không rõ ràng. Sau khi suy nghĩ một cách kỹ lưỡng, cuối cùng Vương Lâm mới đưa ra được một cái kết luận. Cổ đế dám ở cửa thứ hai trở mặt với Lục Dục Ma Quân, hiển nhiên là có một thứ gì đó mà mình không biết. Thần thức của Vương Lâm lại tản ra, nhất thời, du hồn từ bốn phía lại một lần nữa bắt đầu công kích. Cổ đế cắn răng, sử dụng thần thức truyền âm nói: "Mặc dù lão phu không có đầy đủ vật phẩm truyền thừa, nhưng trước khi tiến vào đây cũng có một mảnh nhỏ của nó. Trên mảnh nhỏ đó có ghi lại một bộ pháp quyết, sau khi thi triển liền có công năng truyền tống. Chỉ có điều là phải sử dụng tại nơi có dòng xoáy thì mới có khả năng truyền tống ra khỏi cổ thần chi địa. Bây giờ lão phu bị vây khốn ở đây, về phần mảnh truyền thừa đó, nếu lão phu chết sẽ bóp nát nó ngay tại chỗ." Cổ đế nói không hề có chút giả dối. Ngàn năm trước, khi hắn tiến vào đây vốn là một thành viên trong đám cường giả, nên hiển nhiên cũng thấy được vật phẩm truyền thừa. Sau đó lại được chia cho một cái thủ quyết. Cũng nhớ cái đó mà năm đó hắn mới có thể thoát khỏi đây. Và đó cũng là nguyên nhân mà lần này hắn dám quay lại. Năm đó, tu sĩ nắm được pháp quyết đó cũng không nhiều lắm. Sở dĩ không còn có người nào khác thoát ra cũng là do sự hạn chế đó. Đồng thời, phải tới gần dòng xoáy mới có khả năng thi triển. Vì vậy mà trước cửa thứ hai người xông vào đều phải tính toán hết sức cẩn thận. Bởi sau khi vượt qua cửa thứ hai, chui vào trong cửa thứ ba thì không gian ở đây quá rộng. Muốn tìm kiếm được cửa ra vào chẳng khác nào đáy biển tìm kim. Hơn nữa phải lo tới chuyện thần thức, có thể thu hút đám sinh vật kỳ dị trong không gian. Vì thế mà không dám để thần thức lan ra quá xa. Kể từ đó, tìm kiếm dòng xoáy đã khó lại càng thêm khó hơn. Mà cái pháp quyết đó phải tới bên cạnh dòng xoáy mới có thể sử dụng. Nhưng nếu đã chui vào trong dòng xoáy thì chẳng có bất cứ tác dụng nào hết. Trước khi ra khỏi cửa thứ hai, do thời gian quá gấp nên cổ đế không kịp đánh ra thủ quyết để rời đi. Vì vậy mà bất đắc dĩ mới phải chui vào cửa thứ ba. Ngươi chỉ cần đưa ta đến dòng xoáy ra khỏi cửa thứ ba, ta sẽ lấy pháp quyết đó để trao đổi. Ánh mắt cổ đế bình tĩnh, nhưng trong lòng lại âm thầm suy tính. Hắn không biết đối phương cần vật phẩm truyền thừa để làm cái gì. Nhưng nếu không cho đối phương một câu trả lời thuyết phục, thì đám du hồn ở bốn phía chắc chắn sẽ lại công kích tiếp. Đến lúc đó, hắn chỉ còn đường chết mà thôi. Vương Lâm cũng chẳng mở miệng nói chuyện nữa. Thần thức của hắn thoáng động, nhất thời du hồn từ bốn phía lại tiếp tục triển khai tấn công. Vương Lâm yên lặng tính toán thời gian, hắn thông qua đám du hồn có thể cảm ứng được, khoảng cách Mạnh Đà Tử cũng không còn xa. Ước chừng khoảng hai nén nhang là hắn sẽ đến được chỗ này. Dưới sự thúc giục của Hạ Nhất Minh, sự công kích của du hồn càng thêm kịch liệt. Đồng thời, do thời gian gấp gáp nên thần thức của Vương Lâm lập tức tản ra, gọi toàn bộ du hồn trở về tham gia công kích. Sắc mặt của đế tái nhợt, trong lòng hắn thầm nghĩ có lẽ câu trả lời vừa rồi của mình hiển nhiên không phải là đáp án mong muốn của đối phương. Cổ đế cắn răng tiếp tục nuốt thêm một viên đan dược, duy trì ánh sáng của ngọn tháp không tiêu tán. Nhưng sự công kích của du hồn liên miên bất tuyệt khiến cho cổ đế cảm thấy tuyệt vọng. Hắn lại truyền ra một đạo thần niệm. Ta đưa pháp quyết đó cho ngươi. Sau đó, ngươi cho đám sinh vật kỳ dị này ngừng công kích đi. Nói xong, hắn vội vàng lấy ra một cái ngọc giản. Sau khi đặt lên trán một chút liền cầm trong tay. Trong lòng hắn cảm thấy không yên cứ liếc mắt nhìn quanh. Thời gian khoảng một nén nhang trôi qua, thần thức Vương Lâm thoáng động, đám du hồn lập tức lui lại phía sau. Cổ đế thở phào nhẹ nhõm, hắn do dự một chút rồi cắn răng cầm ngọc giản trong tay ném ra ngoài. Sau khi ngọc giản bay ra, lập tức bị thần thức của Vương Lâm bao lấy. Hắn đảo qua một cái liền nắm được toàn bộ ghi chép bên trong. Sau khi cổ đế ném pháp quyết ra, trong lòng hết sức lo lắng. Hắn sợ sau khi đối phương có được ngọc giản vẫn không buông tha hắn. Vương Lâm trầm mặc một chút, bất chợt du hồn bốn phía lại chuyển động, ầm ầm lao tới, triển khai tấn công. Cổ đế cười thảm, nét mặt lộ vẻ oán độc. Hắn điên cuồng thiêu đốt linh lực duy trì quang mang của ngọn tháp không biến mất. Chỉ có điều du hồn quá nhiều, thoáng cái, quang mang của ngọn tháp chớp lóe liên tục. Cuối cùng một tiếng động vang lên, bảo tháp không chịu nổi sự công kích của du hồn, liền xuất hiện một khe hở, sau đó vỡ làm đôi. Trong nháy mắt, thân thể cổ đế chợt động biến mất tại chỗ. Đáng tiếc, sau khi hiện ra cách đó 10 trượng, cổ đế kêu lên một tiếng bi thảm. Vô số du hồn nhào tới người hắn bắt đầu thôn phệ với tốc độ cực nhanh. Lúc này, có một du hồn từ trong thân thể cổ đế chui ra, cầm theo một cái túi chữ vật, bay tới bên cạnh Vương Lâm. Vương Lâm thu lấy rồi nhanh chóng bỏ đi. Hắn cũng không đi tìm đám tu sĩ khác, mà nhanh chóng quay về vị trí thân thể của hắn đang ẩn nấp. Trong hư không, thân thể cổ đế nhanh chóng khô quắt. Hai mắt hắn mở to, mặt xám ngắt. Xung quanh cơ thể hắn, Nguyên Anh không ngừng phun ra ngọn lửa, ngăn cản du hồn cắn nuốt.
nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản được một lúc nhất thời chứ không thể khiến cho chúng bỏ đi. Cho dù pháp bảo bổn mạng của hắn cũng không bị hao tổn, hay tu vi của hắn vẫn là hóa thần trung kỳ, thì cũng không có cách nào ngăn cản được nhiều du hồn thôn phệ như thế. Sau khi Vương Lâm bỏ đi không lâu, thân thể yêu ma của Mạnh Đà Tử giống như một đạo lưu tinh đã lao tới nơi này. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cổ Đế. Hắn hơi nhíu mày bởi hơi thở khiến cho bản thân cảm thấy căm ghét lại không có ở đây. Hắn đang định truy đuổi bất chợt dừng lại, nhìn chằm chằm về phía Cổ Đế, hai mắt chớp chớp. Bàn tay của hắn chụp về phía Cổ Đế, thân hình khô quắt của đối phương liền bị hắn nắm trong tay. Tay hắn khẽ run lên mấy cái, đám du hồn đang cắn nút nguyên anh chợt bị một nguồn năng lượng đẩy văng ra khỏi Cổ Đế. Sau khi toàn bộ du hồn tản đi, hắn giơ tay lên kéo mạnh một cái. Ngay lập tức, một cái khe không gian liền xuất hiện. Yêu ma nhếch mép cười lạnh rồi ném Cổ Đế vào trong. Liếc mắt nhìn vào trong cái khe không gian, có thể thấy được một thế giới đỏ tươi như máu. Khắp mọi nơi bị một màu đỏ của máu bao trùm. Ngay cả bầu trời cũng đỏ sậm, giống như bị một làn máu tươi thấm đẫm. Trên mặt đất màu đỏ có vô số tu sĩ đang khoanh chân ngồi. Hình dạng của bọn họ cũng giống hệt với thân hình yêu ma của Mạnh Đà Tử. Tất cả đều có sừng trên đầu, số lượng sừng của mỗi người nhiều nhất là 4 cái. Trong thế giới đỏ tươi đó có vô số những cây cột đá nhọn hoắt. Trên mỗi cây cột lại có một vị tu sĩ đang khoanh chân ngồi. Đưa mắt nhìn quanh, số lượng cột đá rất nhiều. Ở vị trí rất xa có một cây cột đá rất to, cao chọc trời. Trên cây cột đá đó có một vị tu sĩ toàn thân đỏ tươi. Do hắn cúi đầu nên không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng từ thân thể hắn đang tỏa ra một khí thế cuồng ngạo. Sau khi Cổ Đế bị ném vào đó, nguyên anh trong cơ thể hắn vẫn chưa bị du hồn cắn nuốt. Hắn mở hai mắt ra, nhất thời, sắc mặt lập tức thay đổi. Xích Hỏa Ma Quân, Nam Cuồng Ngô Bại, Thiên Ma Tán Nhân, các ngươi vẫn chưa chết. Cổ Đế vô cùng hoảng sợ. Trong đám yêu ma xung quanh, hắn có thể nhận được mấy người. Mấy người đó cách đây ngàn năm đã cùng hắn đi vào cổ thần chi địa nhưng bị chết ở đây. Chẳng hạn như Xích Hỏa Ma Quân, chính là bị chết ở cửa thứ hai trên Cấm Sơn. Cổ Đế đã tận mắt nhìn hắn bị lôi điện màu tím oanh kích, toàn thân hóa thành tro bụi. Ngay cả Nguyên Anh cũng không kịp ly thể mà bỏ chạy. Còn Nam Cuồng Ngô Bại, hắn bị chết trong cửa thứ ba. Hắn bị hơn vạn du hồn bao vây, chưa tới nửa nén nhang đã chẳng còn gì nữa. Về phần Thiên Tán Ma cũng chính là sư phụ của Lục Dục Ma Quân. Năm đó, Cổ Đế vẫn bám theo sau lưng hắn, nên tận mắt nhìn thấy khi hắn sử dụng vật phẩm truyền thừa mở ra thông đạo. Đúng lúc đang chuẩn bị rời đi thì bị một đạo thần thức cổ quái công kích. Hắn không hề kịp phản ứng mà tử vong ngay lập tức. Toàn bộ những người bị chết khi đó lại đột ngột xuất hiện ở đây, không khỏi khiến cho hắn ớn lạnh. Bất chợt, hắn quay đầu lại, nhìn qua khe hở không gian. Ngay lập tức hắn có thể thấy được yêu ma giống với Mạnh Đà Tử. Mạnh Đà Tử, Cổ Đế nheo mắt lại. Đúng lúc đó, cái khe không gian liền khép lại. Cổ Đế cảnh giác đưa mắt nhìn quanh, nơi đây có rất nhiều tu sĩ. Nhưng hiển nhiên tất cả bọn họ trong bao nhiêu năm qua cũng đều bỏ mình trong cổ thần chi địa. Hoan nghênh ngươi tới Yêu Thần Huyết Hải, một thanh âm khàn khàn từ trong huyết sắc từ từ truyền đến. Lại nói về Vương Lâm, tốc độ thần thức của hắn cực nhanh, không mất quá nhiều thời gian liền có thể bay ngang qua cửa thứ ba. Được nửa đường, hắn chợt dừng lại. Thông qua cảm ứng của du hồn, hắn có thể nhận thấy được biến dị từ chỗ Cổ Đế. Hắn có thể nhìn thấy Mạnh Đà Tử mở ra một cái khe không gian rồi ném Cổ Đế vào trong đó. Thậm chí khi cái khe không gian mở ra, hồng quang trong đó phát ra cũng đều bị hắn thông quan du hồn quan sát được một chút. Vương Lâm suy nghĩ một chút, lúc này mặc dù hắn đã có được ngọc giản ghi chép pháp quyết, nhưng lại không thể bảo toàn được tính mạng của Cổ Đế. Vì để an toàn, hắn để ý tìm kiếm Đoan Mục Cực, Uông Thanh Việt cùng với Lục Dục Ma Quân. Hắn định sử dụng phương pháp tương tự để lấy được pháp quyết rời khỏi đây. Nhưng bây giờ, do sự xuất hiện của Mạnh Đà Tử cùng với cái khe không gian tỏa ra hồng quang, khiến cho Vương Lâm cảm thấy hết sức sợ hãi. Hắn quyết đoán bỏ qua việc tìm kiếm Đoan Mục Cực và Uông Thanh Việt mà nhanh chóng bay về nơi thân thể đang ẩn nấp. Dọc đường đi, hắn thông qua du hồn để cảm ứng vị trí của Mạnh Đà Tử. Lúc này, gã vẫn chưa đuổi theo về phía hắn, mà lại bay về phía Đoan Mục Cực và Uông Thanh Việt. Sau khi biết được điều đó, hắn vội vàng tăng tốc độ, nhanh chóng về tới nơi thân thể đang ẩn nấp. Ma đầu Hứa Lập Quốc và ma đầu thứ hai đang ẩn nấp trong hòn đá, sau khi cảm nhận được thần thức của Vương Lâm liền bay ra. Thần thức của Vương Lâm lóe lên nhanh chóng chui vào trong hòn đá, trở về thức hải. Chẳng mất quá nhiều thời gian, hắn liền mở hai mắt. Thần thức của hắn trên đường đi được tầm bổ nên đã mạnh lên không ít. Thân thể hắn thoáng động liền từ trong hòn đá chui ra. Ngay sau đó, hắn chẳng hề do dự, hướng về phía cửa thứ tư mà bay đi. Sắc mặt Vương Lâm hết sức âm trầm, sự xuất hiện đột ngột của Mạnh Đà Tử làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của hắn. Nhất là hình dáng yêu dị của Mạnh Đà Tử khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Quan trọng nhất là Mạnh Đà Tử không sợ sự công kích của du hồn.
Đây mới là nguyên nhân chính khiến Vương Lâm quyết tâm rời khỏi cửa thứ ba. Hắn biết rằng tu vi của mình so với lão già đó, chẳng khác nào đứa trẻ đứng trước mặt người lớn. Nếu nơi đây không phải là Tịch Diệt giới có rất nhiều du hồn, thì hắn cũng chẳng dám đối mặt với bọn họ. Bây giờ, du hồn không có hiệu lực đối với Mạnh Đà Tử thì Vương Lâm cũng chẳng còn ưu thế nữa. Một khi gặp phải đối phương thì chỉ có đường chết mà thôi. Thậm chí đối phương chỉ cần phất tay một cái là hắn biến thành tro bụi ngay tức khắc. Vương Lâm biết mình biết người, đừng tưởng dọc đường đi hắn chiếm hết thượng phong. Trên thực tế, tất cả mọi thứ đều là do hắn có thể lợi dụng ngoại lực. Nếu năm đó, Mạnh Đà Tử không bị lốc xoáy bao vây, thì hắn cũng chẳng có khả năng có cơ hội mà cắn trộm. Nhưng bây giờ, ngoại lực biến mất thì vị trí của hai bên lập tức thay đổi. Mặc dù Vương Lâm có gan to đến mấy cũng không thể không quyết định bỏ đi. Vương Lâm không phải là một kẻ thiếu quyết đoán. Một khi đã đưa ra quyết định hắn chẳng hề lưỡng lự, nhanh chóng bay về phía cửa thứ ba. Trên đường đi, ngay cả du hồn hắn cũng không thôn phệ mà chỉ lợi dụng từng giây từng phút một rời đi thôi. Thực ra, nếu Vương Lâm bỏ qua thân thể, lợi dụng trạng thái phi hành của thôn hồn thì hắn có thể bay nhanh hơn rất nhiều. Đó cũng là nguyên nhân tại sao lúc trước hắn để cho thần thức ly thể. Vừa mới đi được một nửa đường, Vương Lâm chợt ngừng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Nét mặt của hắn càng trở nên âm trầm, phương hướng mà hắn quan sát rõ ràng là vị trí của Đoan Mục Cực và Uông Thanh Việt. Trong khoảng khắc vừa rồi, hắn thông qua du hồn đã nhìn thấy được một cảnh hết sức sợ hãi. Dưới sự công kích của Mạnh Đà Tử, Đoan Mục Cực và Uông Thanh Việt cũng chẳng chịu được lâu. Sau đó, Mạnh Đà Tử liền mở ra một cái khe không gian. Đột nhiên từ trong cái khe có một cánh tay yêu ma thò ra, tóm lấy hai người mà lôi vào trong. Trên cánh tay của yêu ma có đầy gai tỏa ra một thứ hơi thở tà dị, khiến cho người ta nhìn thấy mà kinh. Nét mặt Vương Lâm hết sức âm trầm, tiếp tục bay về phía trước. Lúc này, hai con ma đầu đều bị hắn thu lại. Sau khi uống một hớp linh dịch lớn, hắn liền sử dụng toàn bộ linh lực trong cơ thể mà bỏ đi. Hắn có thể cảm giác được yêu ma Mạnh Đà Tử đang sử dụng một tốc độ cực nhanh đuổi theo hắn. Dọc theo đường đi, Vương Lâm hết sức vội vã. Nét mặt hắn âm trầm, trong lòng thầm tính toán. Nếu theo tốc độ bây giờ, hẳn là hắn có thể chạy tới dòng suối trước khi đối phương có thể đuổi kịp. Nhưng đúng lúc này, yêu ma Mạnh Đà Tử chẳng biết sử dụng phương pháp gì mà toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng đỏ rực, tốc độ tăng nhanh hơn mấy lần. Trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai bên thu ngắn lại. Hơn nữa, tốc độ của hắn chẳng những không giảm mà càng lúc càng nhanh. Vương Lâm hoàn toàn có thể nhìn thấy được điều đó. Trong lòng hắn lập tức trầm xuống. Dựa theo tính toán của bản thân, thì chỉ cần khoảng chừng một nén nhang là đối phương có thể đuổi tới đây. Mà từ nơi này, đến cửa ra khỏi cửa thứ ba cần khoảng thời gian tới hai nén nhang. Thần thức của Vương Lâm lập tức đảo qua bốn phía. Hắn thông qua du hồn cảm ứng khu vực xung quanh. Đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm về một phía, trong lòng xuất hiện một suy nghĩ lớn mật. Hắn hơi chần chừ một chút rồi không nói hai lời, nhanh chóng thay đổi phương hướng, bỏ chạy. Trong lòng Lục Dục Ma Quân đang hết sức rối loạn. Thần thức của hắn không dám khuếch tán ra nhiều lắm. Vì vậy mà cho tới lúc này, hắn vẫn chưa thể tìm thấy được cửa ra khỏi tầng thứ ba. Suốt mấy năm tìm kiếm, cuối cùng hắn mới có thể xác định được cửa ra chắc chắn là ở hướng Tây Bắc. Thực ra, phương hướng đó hai năm trước hắn đã từng dò xét qua. Nhưng ở đó, số lượng du hồn có rất nhiều. Mặc dù, trên người hắn có một loại pháp bảo thần kỳ, nhưng cũng không dám tùy tiện xông vào. Vì vậy mà hai năm qua, hắn thường thu hút một số lượng du hồn, sau khi tiêu diệt hết rồi mới chậm rãi đi tới. Từ đó, tốc độ của hắn hiển nhiên là chậm đi không ít, nhưng được cái ổn định. Cứ theo tốc độ này, sớm muộn cũng sẽ có một ngày, hắn có thể đi vào cửa thứ tư, thành công truyền tống vào trong cơ thể của cổ thần. Lúc này, hắn thu hút tới rất nhiều du hồn, đang chuẩn bị sử dụng thi thể người thanh niên trong tay để tiêu diệt. Bất chợt, nét mặt hắn thay đổi, thần thức của hắn nhanh chóng tản ra. Mặc dù không dám tản ra quá xa, nhưng trong phạm vi trăm trượng bất cứ thứ gì lay động cũng đều có thể phát hiện. Hắn chỉ thấy một người thanh niên xuất hiện ngoài trăm trượng. Lục Dục Ma Quân vừa nhìn thấy người đó liền ngẩn người, nhưng hắn nhanh chóng nhai răng cười, quát: "Tự chui đầu vào lưới." Vương Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Dục Ma Quân, tốc độ không giảm mà còn nhanh hơn. Bên người hắn xuất hiện vô số du hồn, đám du hồn đó giống như đám hộ vệ bao quanh thân thể Vương Lâm. Lục Dục Ma Quân vừa mới định hành động, liền dừng lại cau mày nhìn chằm chằm vào đám du hồn bên cạnh Vương Lâm mà cảm thấy kinh hãi. Đám sinh vật mà hắn vô cùng e ngại không ngờ chẳng làm tổn hại đến tên tiểu bối mà còn muốn bảo vệ cho hắn. Điều này khiến cho đáy lòng Lục Dục Ma Quân càng thêm khiếp sợ. Vì vậy mà hắn không dám coi thường vọng động, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vương Lâm. Hắn muốn nhìn xem tên tiểu bối đáng chết định làm cái gì. Khi Vương Lâm còn cách Lục Dục Ma Quân ngoài trăm trượng, hắn liền dừng lại. Sở dĩ vừa rồi hắn để cho đám du hồn hộ vệ bên người chính là muốn nhắn nhủ một điều với Lục Dục Ma Quân, không nên coi thường mà vọng động. Đến lúc này, tín hiệu nhắn nhủ của hắn đã thành công. Quả nhiên đối phương cũng không tùy tiện ra tay.
Vương Lâm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có du hồn bên người, tuy hắn chẳng e ngại lục dục ma quân, nhưng trong tay đối phương lại có một vật rất quỷ dị. Nếu rằng co ở đây, thời gian chắc chắn sẽ không đủ để chạy đến cửa ra. Lúc đó, chắc chắn sẽ bị Mạnh Đà Tử đuổi kịp. Vương Lâm nhìn lục dục ma quân nét mặt định nói cái gì đó nhưng lại thôi. Thực tế, hắn đang yên lặng tính toán thời gian. Lục dục ma quân nheo hai mắt. Hắn cũng không có được thủ đoạn khống chế du hồn như Vương Lâm, nên hiển nhiên không biết được có một con yêu ma đang chạy tới nơi này. Vì vậy sau khi thấy Vương Lâm định nói cái gì đó nhưng lại thôi, trong lòng hắn cảm thấy rất tò mò. Tuy vậy, hắn cũng chỉ nhếch mép cười lạnh. Nếu không phải e ngại số lượng du hồn bên người Vương Lâm có rất nhiều thì hắn sẽ chủ động ra tay. Nhưng bây giờ, hắn cũng chẳng muốn gây thêm rắc rối. Vì vậy lục dục ma quân hừ lạnh một tiếng, nói: "Lần này tạm bỏ qua cho ngươi ba nhịp hô hấp biến nhanh cho lão phu." Trong lòng Vương Lâm thầm đếm mấy nhịp hô hấp rồi mỉm cười. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chính là lúc này. Hắn lập tức ngẩng đầu, ôm quyền với lục dục ma quân rồi nói: "Đa tạ." Nói xong, hắn nhanh chóng vọt về đám du hồn hướng tây bắc. Lục dục ma quân nhướng mày, trong đầu đang suy nghĩ thì chợt biến sắc. Trong mắt hắn chợt thấy một đạo lưu tinh màu đỏ đang từ xa phóng tới. Trong nháy mắt nó liền xuất hiện, cách lục dục ma quân hơn trăm trượng. Lúc này, thân ảnh của nó lộ ra thân thể yêu ma của Mạnh Đà Tử. Ngươi là Mạnh Đà Tử. Ngươi đã ăn anh biến nan. Lục dục ma quân nheo mày. Hắn lập tức thông qua hơi thở mà phán đoán tu vi của đối phương đã đạt tới hóa thần hậu kỳ. Khoảng cách tới anh biến kỳ cũng chỉ còn một bước nữa. Có thể trong thời gian ngắn đạt được tu vi như vậy cũng chỉ có một lý do, đó chính là đối phương đã ăn anh biến nan. Nhưng chỉ trong nháy mắt, lục dục ma quân liền giơ thi thể người thanh niên lên trước mặt, nhìn chằm chằm vào Mạnh Đà Tử, nói thất thanh: "Không phải anh biến nan, cuối cùng thì ngươi đã ăn cái gì mà bị ma hóa?" Yêu ma Mạnh Đà Tử liếc mắt nhìn lục dục ma quân một cái. Người trước mặt hắn mang tới một luồng hơi thở vô cùng quen thuộc. Cái cảm giác đó cũng không phải xuất hiện lần đầu tiên. Bất luận là Cổ Đế, Đoan Mục Cực hay Uông Thanh Việt cũng đều mang lại cảm giác như thế. Nhưng cho dù hắn có cố đến mấy cũng không thể nào mà nhớ ra được. Nhưng thoáng cái hắn liền chẳng để ý tới cái cảm giác đó nữa. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, âm trầm nói: "Ta không phải là Mạnh Đà Tử, tên của ta là Yêu Thần Đồ Ti." Vừa nói, cánh tay phải tràn ngập gai của hắn vẽ một cái vào hư không. Nhất thời một cái khe không gian cực lớn chợt xuất hiện. Từ trong cái khe tỏa ra quang mang màu hồng. Ngay sau đó, một cái thân ảnh huyết sắc cao chừng 10 trượng chui ra. "Người này giao cho ngươi, ta tiếp tục đuổi theo." Mạnh Đà Tử nói xong liền bay đi. Lục dục ma quân ngơ ngác nhìn người trước mặt, thì thào nói: "Sư phụ." Đến đây thì cũng khép lại tập 32 Tiên Nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.